Và bây giờ thì chúng ta sẽ có 30 giây để dự đoán nhân vật. Gợi ý của chương trình đưa ra cho hai bạn như sau. Đây là một ca sĩ trưởng thành từ một cuộc thi âm nhạc nổi tiếng. 30 giây bắt đầu. Ca sĩ này là nam hay nữ? Nữ, nữ. Đúng rồi. Cuộc thi âm nhạc nào? The Voice. Không phải, không phải. Vietnam Idol. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, tóc tóc dài dài dài. Không phải, không phải. Bây giờ ngắn rồi. Rồi. Ca sĩ Uyên Linh. Sữa tươi công thức dinh dưỡng cho người lớn tuổi đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao sức khỏe tổng thể cho người lớn tuổi. Là một trong những giọng ca gây sốt với khán giả của Vietnam Idol mùa thứ 3 năm 2010, Uyên Linh sớm ghi điểm với cả giám khảo chuyên môn cùng khán giả bằng những màn trình diễn bùng nổ. Không bất ngờ khi Uyên Linh đã xuất sắc chinh phục được ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2010. Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010, Uyên Linh! Trưởng thành từ cuộc thi, Uyên Linh dần được khán giả biết đến nhiều hơn và trở thành thần tượng của giới trẻ. Với chất giọng đầy nội lực, mỗi ca khúc của cô đều thể hiện được cá tính riêng và khẳng định vị thế của một trong những giọng ca tài năng nhất của thị trường âm nhạc Việt Nam. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm. Phút giây còn mơ dành cho chúng ta một đêm nhớ về. Đêm hôm nay ta trao như phút đắm say, ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu. Và xin cảm ơn tình yêu. Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau. Giây phút khát khao hết cho tình yêu. Và xin cảm ơn tình yêu. Mới mơ hát lên lời hát, xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm. Phút giây còn mơ. Cảm ơn tình yêu, cảm ơn Uyên Linh. Em chào chị Vân. Cảm ơn em đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc của tình yêu tuyệt vời trong đêm nay. Với ca sĩ Uyên Linh của chúng ta, ca khúc Cảm ơn tình yêu đã gắn liền với tên tuổi của cô từ khi là quán quân của cuộc thi âm nhạc đó. Và Uyên Linh biết không, hôm đó chị còn nhớ là chị có một chuyến công tác ở Cà Mau.
Và đêm hôm đó, cái khoảnh khắc đấy mình đoán là cô bé này thể nào rồi cũng giành quán quân. Và cuối cùng mà khi mà Uyên Linh được trao giải quán quân, mình kiểu cảm thấy là ôi sao mình lại đoán giỏi thế, và trở thành fan hâm mộ của em từ ngày đấy đấy. Dạ, em hôm cảm nay ơn chị có dịp để bộc lộ đấy. Dạ. em cũng fan. Em cũng fan luôn hả? Cho em lên ôm nhẹ anh cái. Dạ, được không? Dạ. À, Hà Thu lên nốt đi, vì bốn đứa mình mặc bốn cái màu phải nói là hết ý luôn. Dạ em ạ. Giống nhóm tứ ca ngẫu nhiên. Tứ ca. Em còn nhớ là cái năm mà chị Uyên Linh thi á, là em không bỏ sót một đêm nào hết. Xong rồi lén lấy điện thoại ba mẹ nhắn tin bình chọn cho chị nữa. Em với chị Uyên Linh đã từng đi diễn chung với nhau rồi, nhưng mà chị không có hát bài Cảm ơn tình yêu. Và ngày hôm nay trên sân khấu, ký ức vui vẻ, chị hát live trên sân khấu. Tự nhiên cái cảm xúc của em quay về những cái ngày nhỏ. Em rất hạnh phúc với cái giây phút này khi mà chị hát lại bài Cảm ơn tình yêu. Em ước gì là sân khấu nào chị cũng hát bài này, và em sẽ tình nguyện đi theo chị để sách giỏ cho chị để nghe bài này thôi. Cảm ơn em rất nhiều. Đối với em á, thì chị Uyên Linh không chỉ là ký ức, chị Uyên Linh là tình yêu, là hiện tại. Từ cái bài đầu tiên là Cơn mưa tình yêu, rồi đến sau này là Chờ người nơi ấy, Đại lộ Đông Tây, những cái bài mà em rất là yêu thích và luôn có trong cái list nhạc, dù vui dù buồn gì em cũng nghe hết. Và em thì có một ký ức với chị Uyên Linh là cái đợt dịch á, thì em gặp chị Uyên Linh trong một chuyến đi từ thiện. Thì bình thường em thấy chị kiểu này mặc dạ hội đứng trên sân khấu kiểu lắc, xong rồi em thấy chị vắt gạo, em thấy chị xách mấy cái bịch đồ bự vậy nè. Em xót á, em kiểu chị ơi có làm nổi không chị? Được mà kiểu rất mặc quần jean với áo bùn ra, chị rất là kiểu đàn ông ấy, kiểu đàn ông mà. Dạ. Sao em kiểu ồ, thì đã là một Uyên Linh khác. Uyên Linh rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Dạ vâng. Dạ, Linh rất là vui khi mà nhận lời mời biểu diễn lại một ca khúc mà 12 năm trước, nhờ vào ca khúc này, cái tiếng hát của Linh đã tới gần với tất cả quý vị. Bằng một cách nào đó, khi mà Linh đọc lại chữ ký ức vui vẻ, Linh cảm thấy rất là biết ơn và rất là hạnh phúc, bởi vì là một người nghệ sĩ, mình có thể đem được một cái niềm vui nho nhỏ tới cho mọi người. Và trong năm nay thì như quý vị vừa biết, tất cả chúng ta vừa mới trải qua cơn đại dịch. Bản thân Linh cũng đang trong giai đoạn phục hồi, Linh cũng chưa biết là mình sẽ có thể làm được điều gì lớn lao hay không. Nhưng mà khi ngồi theo dõi chương trình Ký ức vui vẻ thì Linh biết rằng là cho dù Linh có làm gì thì Linh cũng sẽ cố gắng mang tới niềm vui và những cái ký ức thật vui vẻ cho tất cả mọi người ạ. Và chị Vân ơi, em hay em lên đây đi để cho nó đủ bộ màu sắc. Vâng, cứ để cho em ngồi đây. Thực ra thì em gặp Uyên Linh cũng đi hát show rất là nhiều. Em nhớ là cái bài hát này nó nổi đến mức độ mà 2013-2014 cái show diễn của bọn anh ở tại Ukraine, thì bọn anh đã thu cái lời bài hát này của bọn em và bọn anh sẽ hát, tự hát đấy. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Cái bài này không hiểu sao cái lúc bấy giờ nó khiến cho cái người nghệ sĩ và cái người khán giả dưới, nó cũng không còn cái giới hạn của người xem và người thưởng thức nữa. Nó đều là những tình cảm của những người xa quê nhớ về nhau, ghi hình thôi, nhưng mà hát những cái bài đấy thì hầu như đêm nào tất cả các anh em và mọi người đều có những cái giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh đã kể thêm cho em một cái ký ức nữa ạ. Thật sự là nhờ có em thì bài hát đã đến được với rất rất nhiều người. Bọn chị hát và chị hiểu anh Long nói điều đấy rất là đúng. Khi hát bài đấy chúng ta đều cảm thấy không còn khoảng cách, không còn một cái ranh giới nào giữa tất cả người nghe người hát. Chính là bởi vì đấy là tình yêu, và tình yêu thì nó luôn luôn như thế, kéo mọi người lại gần với nhau và luôn luôn trở thành những ký ức thật đẹp. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt ạ. Thưa quý vị, và chúng ta cùng chúc mừng đội thập niên 2010 đã giành được 10 điểm với thử thách của mình. Của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.